Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Thời ấy, tiểu vương Herode nghe danh tiếng Đức Giêsu thì nói với những kẻ hầu cận rằng: "Đó chính là ông Gioan Tẩy Giả, ông đã từ cõi chết trỗi dậy nên mới có quyền năng làm phép lạ. Số là vua Herode đã bắt trói ông Gioan và tống ngục vì bà Herodia, vợ ông Philippe, anh của nhà vua. Ông Gioan có nói với vua, ngài không được phép lấy bà ấy. Vua muốn giết ông Gioan, nhưng lại sợ dân chúng, vì họ coi ông là ngôn sứ. Vậy, nhân ngày sinh nhật của vua Herode, con gái bà Herodia đã biểu diễn một điệu vũ trước mặt quan khách, làm cho nhà vua vui thích. Bởi đó, vua thề là hễ cô xin gì, vua cũng ban cho. Nghe lời mẹ xui bảo, cô thưa rằng, xin ngài ban cho con ngay tại chỗ cái đầu ông Gioan Tẩy Giả đặt trên mâm. Nhà vua lấy làm buồn, nhưng vì đã chót thề, lại thề trước khách dự tiệc, nên truyền lệnh ban cho cô. Vua sai người vào ngục chặt đầu ông Gioan. Người ta đặt đầu ông trên mâm, mang về trao cho cô, và cô ta đem đến cho mẹ. Môn đệ ông đến lấy thi hài ông đem đi mai táng, rồi đi báo cho Đức Giêsu. Suy niệm. Cộng đoàn thân mến, khi xem các chương trình nhạc kịch, khán giả thường có những nhận xét đúng sai, cũng như đặc điểm của vai diễn qua các nhân vật. Ngoài ra, khán giả và độc giả còn nhận thấy hình ảnh của mình thông qua con người và diễn xuất của các nghệ sĩ. Hôm nay, trong bài tin mừng, chúng ta thấy xuất hiện bốn nhân vật. Mỗi nhân vật mang một nét đặc trưng riêng cả về nhân thân và lối sống. Các nhân vật đó là Gioan Tẩy Giả, vua Herode, bà Herodia và con gái bà Herodia. Gioan Tẩy Giả là ngôn sứ vĩ đại, đến để loan báo về đấng cứu thế và chuẩn bị lòng dân đón nhận ngài. Vì thế, ông đã biểu lộ vai trò ngôn sứ bằng một thái độ sống hết sức khiêm tốn, hy sinh, can đảm, mạnh mẽ và bất khuất trước bạo lực, cho dù phải chịu tù đầy và chết chóc. Trong khi đó, vua Herode được biết đến như một kẻ ác nhân. Ông đã lộng hành khi dùng quyền, coi thường đạo lý và buông theo sắc dục mà bất chấp đúng sai. Ông đã làm trái với lương tâm khi truyền lấy đầu ông Gioan để thỏa mãn điều thề hứa bất chính của mình. Cùng với đó là bà Herodia, vì ưa thích điều bất chính nên bà đã không chấp nhận sự thật mà Gioan loan báo. Vì thế, lòng thù ghét nổi lên như nước thủy triều. Thay vì dạy dỗ con mình làm điều tốt, bà lại xúi con mình làm điều bất chính khi xin vua lấy đầu Gioan Tẩy Giả. Sự ác tâm này là con đẻ của hận thù và ghen ghét vì mối lợi trước mắt. Còn đối với cô con gái của bà Herodia, cô gái trẻ này được biết đến như một nhân vật có tài mà không có đức. Vì thế, thay vì sử dụng tài của mình để làm việc thiện, cô ta đã dùng nó như là một thứ mua vui thuần túy và phá hoại. Tệ hơn nữa là cô không hề áy náy khi biết rõ rằng việc mình làm chỉ là để thỏa mãn sắc dục của vua quan và phục vụ sự hận thù của mẹ cô với Gioan Tẩy Giả. Trong cuộc sống ngày hôm nay, không thiếu gì những hình ảnh của Herode đang hiện ra qua những hành động của những người chỉ thích ham mê sắc dục, bất chấp sự thật để làm những điều sai lầm, tội lỗi. Cũng vẫn còn đó nơi ta hình ảnh của bà Herodia, nhiều lúc thay vì dạy con làm điều tốt thì lại chỉ vẽ cho trẻ những điều sai trái, miễn sao đạt được điều mình muốn. Và cũng không thiếu những sự ngộ nhận nơi con người chúng ta,
giống như con gái bà Herodia. Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy mang trong mình hình ảnh và tâm tình của Gioan Tẩy Giả, luôn tìm mọi cách để lời Chúa được loan báo nơi nơi, sẵn sàng chấp nhận hy sinh và ngay cả cái chết để làm chứng cho Thiên Chúa và sự thật về Ngài. Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con được yêu mến lời Chúa và sẵn sàng rao giảng lời ấy cho mọi người, dù có phải chấp nhận những hy sinh, thiệt thòi, đôi khi cả cái chết, để làm chứng cho tin mừng của Chúa.